Dạ, xin chào quý bà con. Đây là một cây vú sữa bonsai nha bà con. Đúng nhận sai cả nha bà con. Cây vú sữa bonsai thủ đế đẹp nằm trong chậu rồng. Đúng nhận sai cả nha bà con, đúng nhận sai cả. Cái củ nó bằng trái vú sữa luôn hả bà con. Nó co nó vẽ lắc lượng rồi bà con, vẽ nhạo lắc lượng nha, đúng nhận sai cả nha bà con. Em nói vui ha. Ghê thật. Em mới tạo kênh YouTube á, rất mong được sự đăng ký kênh quý bà con nha. Cho ngày phát triển em xin chân thành cảm ơn nha bà con. Củ tròn vo luôn bà con. Này bằng trái vú sữa. Củ vú sữa nha bà con, bằng trái vú sữa, đúng nhận sai cả nha bà con. Mấy nay bắt trend con này em nói vui ha, đừng chửi em. Rồi, cảm ơn bà con đã xem qua, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em ha. Xin chân thành cảm ơn.